Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khải Gaming. Và Duyên Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi tiếp tục những cao thủ nằm bên phe kim cho anh em xem. Và như hôm nay thì chẳng hôm nay thì Khải được top 2, xém tí là top 1 nè. Trời ơi, phút cuối không ai được mạng nào gần 10 phút cuối đa ra tổn chết. Rồi ok, ở trong trận đấu này thì Khải sẽ soi cao thủ tướng bụng bự nha. Hạt này thì hiện tại đang có cho mình là 230 mạng và đang top 4 và 65k điểm nha. Và giết 9 đồ bài sơ và tử vong 40 lần và liên chạm 30. Đang cùng xem xét đồ của cao thủ này như thế nào nha. Hạt này thì hạt gió đang nha. Hạt gió đang hạng top 10 14 server. Đây, như anh em đã thấy thì đang sử dụng mình một cây chi. Cây chi 1340, sinh lực 106. Cây chi này thì so với hiện tại thì cây chi này đang nôm một server nha. Chưa có cây vũ khí nào mà kháng họ cao như thế này và sinh lực như thế này và chó 40 nha. Khẳng định với anh em luôn, cây chi này đang nôm một server nha. Đó, hiện tại bây giờ thì Khải chưa thấy cái nào đẹp hơn cái này nha nè. Vừa sinh lực mà vừa kháng hỏa vừa chón cho giờ đang là quá đẹp luôn nè. Rồi, tiếp đó nó là một cái nón. Cái nón cũng là 14, 17, 40. Quá đẹp luôn em ơi. 17, 40. Hiện tại đang có cho mình là 80 chón rồi nè. Đó, anh em thấy chưa? 80 chón này, ok chưa? Đó, hiệu ứng đi tầm kim cứ như thế này là bam thôi nè. Rồi, tiếp tục đó là bao tay. Hiện tại bao tay là 140. Và ngọc bò là 140, sinh lực 52. Dành cho giờ đang thì quá ok rồi. Hiện tại đang có cho mình 85 chậm luôn nha anh em. Đó, 80 chậm, 80 chón mắt pin nha anh em ơi. Mắt pin hiệu ứng tầm này thì đánh ok luôn anh em ơi. Và đang sử dụng mình một cái nhẫn kháng độc 15, sinh lực cao. Một cái đai lưng chuyển hóa chấn thương 10, sinh lực 57. Và nhẫn kháng lôi 15, sinh lực 96, nói chung auto sinh lực nha anh em. Đó. Tốc 22 và kháng lôi 13, sinh lực 134. Và hiện tại đang sử dụng một gia truyền sinh lực 70, hiện tại đang tìm gia truyền kháng tất cả mà chưa có thì phải. Đó, tính ra sơ qua thì đơn giản nè. Tống kim mà nè, tầm này cứ giỏ đan thì giỏ đan thì nhẫn cũng lôn này nọ là ok nè, auto top nè. Vấn đề là anh em là chờ sở hữu đồ như thế nào thôi. Và anh em cắn bao nhiêu lát thôi. Như anh em cùng theo Khải thử bao nhiêu tiền nha. Như Khải nghĩ là cái chi này khoảng tầm 1 triệu nè. Cái chi này khoảng tầm 10 đến 15 kim thì Khải nghĩ nó khoảng tầm 700k đến 900k đến 1 triệu. Đó. Rồi cái nón này thì hiện tại nón này thấy thì sinh lực chưa được đẹp cho lắm. Nếu có nón này sinh lực đẹp hơn thì thay thì đẹp luôn. Nón này thì đang Khải nghĩ nón này tầm server này khoảng tầm 3 kim đến 5 kim nè. Còn 400k, khoảng 3 đến 400k. Áo này thì khoảng 40 hợp kim cũng bình thường thôi nè, được kết hai món thủy thôi, không có gì hơn. Cái món áo này chỉ vài trăm xu thôi. Rồi bao tay làm chậm này khoảng 1 kim rưỡi nè. Hiện tại thì chắc là chưa tìm được bao tay sinh lực hơn á, nên là chỉ mang bao tay như thế này thôi. Server chưa có nhiều bao tay nha anh em ơi. Ngập bội thì Khải thấy nó nhiều nhưng mà bao tay chưa. Bao tay thì sinh lực hiếm lắm. Rồi ngập bội này thì Khải nghĩ khoảng tầm 3 đến 5 kim nè. Nếu mà mua max thì khoảng 5 kim, 6 kim. Còn mua tầm trung thì Khải nghĩ tầm 4 kim nè. Rồi, đang sở hữu một cái nhẫn này đã kích sinh lực rồi. Kháng độc thì không có gì hơn. Vài trăm xu. Nhẫn này khoảng 500 xu. Đai lưng này khoảng 200 xu. Giày này khoảng tầm 500 xu. Nói chung thì set đồ này cũng quay đi quẩn lại thì cũng khá là trung bình rồi nè. 10 kim, này 4 kim 14 đi. 14 cái này kim rưỡi, 15 kim rưỡi. Ngập bội này cho 5 kim này, 16 kim. Mấy cái này quay đi quẩn lại có 1 kim, khoảng 17 kim. 17 kim thì nó dao động khoảng tầm chiều 2 thôi, chiều 2 đến chiều 3 nè. Set đồ này khoảng chiều 2, chiều 3 nè. Đó. Đặc này tầm này quá đẹp rồi nè, chiều 2, chiều 3. Đó là gọi tầm trung đó nè. Này là gọi là theo đồ xanh đó thì gọi là này là mát rồi nè. Nhưng mà giá trị ở bên này thì Khải thấy đồ giá trị những cái món vật phẩm không được cao cho lắm. Nên là chỉ như vậy nè, 80 chón 80 chậm. Đó. Mắt pin. Khăn lôi được 3 món, 1 này, 2 này, 2 món khăn lôi chứ. 2 món khăn lôi. Đó. Khăn độc được 2 món khăn độc. Rồi 2 món khăn hỏa. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Tấn bùng bừng một like chia sẻ cũng như video Khải cũng like chia sẻ nè em ơi.